Thanh niên mặc đồ đùi đến trung tâm thương mại, bị bảo vệ thẳng tay đuổi, gây tranh cãi khắp cõi mạng. Theo chủ video chia sẻ, anh đang dừng xe ngay trước trung tâm mua sắm thì bắt gặp cảnh tượng nhìn vô cùng chướng mắt. Đối diện người đàn ông là cuộc đôi co giữa một nam thanh niên và bảo vệ của tòa nhà. Thanh niên có ý định đi vào trung tâm, tuy nhiên lại bị bảo vệ chặn đứng ngay lối ra vào. Chàng trai rất bất mãn, hỏi lý do thì ông ta chỉ tay vào người cậu, thản nhiên đáp vì anh chàng mặc đồ đùi, đi dép lê, trông không nghiêm túc nên không được vào. Nam thanh niên nghe được câu trả lời thì mặt mày tối sầm lại, hỏi vặn người bảo vệ liên tục. Nhưng người đàn ông tỏ ra thái độ kiên quyết không cho chàng trai bước chân vào trong trung tâm thương mại. Anh chàng lộ rõ vẻ cạn lời nhưng vẫn quyết tâm làm vấn đề ra ngô ra khoai. Lúc này ông chú bảo vệ đã bắt đầu bức xúc, liên tục chỉ tay vào đôi dép lê mà thanh niên đi, một hai không chịu để anh ta vào. Sau khi người đàn ông chứng kiến tình huống khó hiểu này, ngay lập tức đăng tải video lên TikTok để hỏi ý kiến dân tình. Rất nhiều người vô cùng bức xúc, cho rằng bảo vệ đang làm càn, bắt nạt thanh niên trẻ tuổi. Nghi là quy định ông bảo vệ tự bịa ra, chứ chẳng có cái trung tâm thương mại nào cấm quần đùi áo cộc cả. Từ bao giờ bảo vệ có quyền không cho vào vậy? Đi trung tâm thương mại mua đồ với chơi mà tao tưởng đâu đi lễ hội, đòi người ta mặc sang chứ. Tuy nhiên, một số người cho rằng thanh niên này có thể là nhân viên trong trung tâm thương mại, đi làm ăn mặc không nghiêm túc nên bị bảo vệ cấm cho vào trong. Này chắc là nhân viên bộ phận đi làm, ăn mặc không đúng quy định, chứ khách mà cấm như vậy thì làm gì còn ai? Nhân viên thôi, đi làm công ty có quy định về trang phục mà, chứ khách chỉ cần không cởi chuồng không bla bla là vào được ngay, có ai cấm đâu. Còn bạn, bạn có suy nghĩ như thế nào sau khi xem xong video trên? Hãy comment ngay bên dưới cho chúng mình biết với nhé! Xin cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của tất cả các bạn. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chúng mình nhé! Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!